Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã cập nhật các mô hình quản lý tiên tiến, sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao lực lượng sửa chữa từ EVN PSC sang trực thuộc quản lý của nhà máy, nhằm nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng và khắc phục sự cố tại nhà máy. Thành lập tổ hiệu chỉnh chuyên trách, chủ động mua sắm các thiết bị phục vụ công tác hiệu chỉnh các khiếm khuyết, thay thế thiết bị hư hỏng của tổ máy, triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy của các tổ máy, giảm thiểu sự cố phát sinh. Ký hợp đồng cung cấp có khối lượng 1,8 triệu tấn than cho cả năm 2025, đảm bảo có đủ than cho sản xuất điện và than tồn kho tối thiểu theo quy định của EVN. Chủ động ứng phó giảm thiểu các sự cố, nâng cao hiệu suất các tổ máy, không để xảy ra sự cố dừng máy, đặc biệt là trong các tháng mùa khô và dịp cuối năm.